xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Vbiz 25 giờ và Miko Lan Trinh đang được ngồi cạnh anh nhà báo Minh Đức. Chào anh. Minh Đức cũng đang vui được ngồi cạnh Miko Lan Trinh. Liệu là mấy cuộc khẩu nghiệp cũ nó đã xảy ra một cái dư âm nào đó chưa? Lúc đầu cũng đinh ninh là sẽ có đấy, nó chuẩn bị tinh thần là điện thoại sẽ rung bật bật ở sau lưng này này mà không thấy có gì, cũng hơi buồn. Thường thời dậy á anh, cái lúc mà mình chuẩn bị nhất á thì nó không tới, nhưng mà cái lúc tới là tới ồ ạt. Cái không tự nhiên nổi vì một cái chuyện này cái hả, cái nhào qua cái đối tượng kia kêu hồi đó ông cũng nói vậy vậy nè, là đó, bởi vậy cái này gọi là tích tích nghiệp. Ok, chúng ta sẽ đến với phần điểm tin Vbiz ngày hôm nay nha. Lý Quý Khánh lần đầu trải lòng, tôi yêu Quang Vinh hơn cả người yêu mình. Top 5 MV V-pop sở hữu 200 triệu lượt xem trên YouTube. Vị trí độc tôn mãi thuộc về Sơn Tùng MTV. Hoài Lâm và vợ hot girl kỷ niệm 8 năm yêu nhau. Vũ Ngọc Anh lên tiếng về tin đồn kết hôn với Cường Seven. Tôi bị bố mẹ mắng vì tưởng cưới chạy bầu. Nghẹn lòng với tâm tư của Minh Tú xác nhận đã chia tay bạn trai. Fan ghen tị với loạt ảnh ngọt ngào của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tại trời Âu. Giang Sơn bị tấp nập đến chúc mừng Ngô Kiến Huy trở lại V-pop với MV Truyền Thái Y. Á hậu Thúy An chính thức đại diện Việt Nam dự thi Miss Intercontinental 2019. Thanh Hằng và nhà thiết kế Công Trí làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin đầu tiên. Lý Quý Khánh lần đầu trải lòng với nhà báo. Tôi yêu Quang Vinh hơn cả người yêu mình. Anh đọc bài này chưa? Đại loại là từ trước tới giờ Lý Quý Khánh và anh Quang Vinh luôn được đồn đoán. Được ship phải không? Được ship với nhau. Sao anh ngôn ngữ gì của tin anh cũng biết hết. Đấy, quá bất mình ngờ. Cũng chuẩn bị tinh thần đến một ngày mình sẽ có những đứa cháu rồi, những đứa con ở tuổi tin thì phải biết chuyện đấy là vừa. Tuy nhiên ấy, anh đang đọc cái tin này á, thấy có một cái do cái cách hành văn ấy của cái câu này á, nó khiến chúng ta nghĩ đến những cái điều mình cũng suy diễn trên đường đi nên mình cũng suy diễn mà. Nếu mà nói là yêu một người hơn cả người yêu mình, tức là suy ra mình cũng đang cứ cho đang có người yêu đúng không? Ví dụ như là anh nói là tôi viết anh đã anh và Miko Lan Trinh đã yêu nhau đi, thế xong rồi bỗng nhiên anh lại yêu một cô khác chẳng hạn. Đấy thì anh mới nói là tôi yêu cô A hơn cả cô Miko Lan Trinh. Thế Miko Lan Trinh nghĩ sao? Em nghĩ chắc chắn nếu mà là người yêu á thì sẽ rất là đau đớn, nhưng mà biết đâu trong trường hợp này là cũng phân tích với nhau hết. Trong trường hợp này biết đâu AB là một thì sao? Phải không? Cô A và cô Lan Trinh là một thì sao? Nhưng chỉ mà trong thì sao? Trong bài báo á là Lý Quý Khánh đã trả lời rất là rõ ràng là hiện tại bây giờ là tôi có người yêu. Đó. Đấy. À, đây 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 có một cái câu. Đâu có gì tiếc nuối. Bạn thân của tôi là anh Quang Vinh có người yêu thì đó là điều đáng mừng. Chúng tôi vẫn thân thiết, người ta đồn đoán chúng tôi yêu nhau. Giữa hai người yêu nhau đâu nhất thiết là tình yêu trai gái giường chiếu, mà đó là tình yêu rất cao cả. Tình yêu tôi dành cho anh Quang Vinh lớn hơn cả tình yêu dành cho người yêu mình. À đấy. Khẳng định vậy luôn. Tại vì sở dĩ có cái tin đồn như thế này và mọi người cũng xuống và hỏi, đấy là bởi vì trước đây là mọi người hay ship hai người này với nhau. Và cho dù là không có nói ra và không có xác nhận của cả hai người thì người ta đều tin rằng là có. Em cũng tin luôn. Ừ thì cái chuyện mọi người tin đấy, nó còn thậm chí nó còn quan trọng hơn là cái chuyện là nó có thật hay không. Mọi người tin là như thế. Thế rồi bây giờ tự nhiên mọi người đọc Facebook thấy là có vẻ như không còn yêu nữa. Thay đổi cái trạng thái gì đó. À, thì bây giờ mọi người mới hỏi cái tóm lại là như thế nào. Thì trong này con nói là có người yêu mới gì đấy đúng không? Dạ, anh Quang Vinh là có người yêu, công khai. Đều, cả Lý Quý Khánh và Quang Vinh đều công khai trạng thái hẹn hò thời gian gần đây. Đó, rồi anh nghĩ sao? Trong trường hợp anh, trong đời của anh là anh sao? Có yêu ai mà hơn cả cái người yêu mình đúng không? Thực ra thì ở đây ấy, nó liên quan đến cái chuyện phát ngôn. Có thể là bạn Quý Khánh là một người rất là cá tính, bạn ấy cũng rất là thẳng thắn, bạn nói như thế. Nhưng mà rõ ràng là với những người, chúng ta có một cái đối tượng rất đặc biệt, chúng ta nói đến rất nhiều trong những chương trình này, đó là cái gọi là cộng đồng mạng đấy. Tức là cái đối tượng mà rất là rảnh rỗi và rất là hay suy diễn mọi chuyện ấy. Thì người ta có thể suy diễn là à đấy, tức là phải yêu nhau sâu đậm như thế nào để đến bây giờ mặc dù không còn yêu nhau nữa ấy vẫn còn nhớ về nhau và nói về nhau như thế, yêu hơn cả cái người đang yêu bây giờ. Thôi thì thực ra thì mình đã có một lần nói chuyện với Quang Vinh mà mình cũng đưa cái tin đồn đấy ra để Vinh có xác nhận hay không. Thì đương nhiên là à bạn ấy sẽ không xác nhận, mọi người sẽ không thừa nhận cái điều đấy. Mà lúc đó anh thấy là có. Thì bây giờ ai chẳng nghĩ thế. Mình cũng nghĩ thế, nói luôn mình cũng nghĩ thế. Và mình nghĩ là nếu có mà thì lúc đó là có Lý Quý Khánh tới không? Không, hôm đấy là trong cái talk show cũng chỉ có hai người với nhau thôi, anh với Quang Vinh thôi. Thì cũng có hỏi chuyện đấy thì Vinh cũng không thừa nhận. Họ cũng nói là họ là những người bạn rất là thân nhau và gắn bó với nhau rất là nhiều năm, và nó không nhất thiết cứ phải là tình yêu. Thì ở đây á, cái chính là nó liên quan đến việc là cái câu nói, nếu mà đúng là Khánh nói như thế 100% thì chứng tỏ là giữa họ phải có những cái tình cảm rất là sâu nặng.
Có. Đó. Tại vì Lý Quý Khánh là như thế. Kêu là từ ngày khởi nghiệp đã gặp rất là nhiều khó khăn thì anh cũng hiểu cái câu chuyện khởi nghiệp rồi. Tôi từng chỉ có 500 ngàn đồng trong túi, phải may bắt đầu một sự nghiệp nên Quang Vinh là chủ nợ cho quá. Mượn rất nhiều tiền. May quá có anh Vinh chở đi ăn. Đấy là nói đùa vậy thôi. Nếu mà Khánh và Vinh có nghe được cái này á thì cũng chỉ đấy là mọi người cũng đang chia sẻ cái câu chuyện này. À, nếu mà hai người thực ra nếu mà thực sự là hai người yêu thì nghĩ là cái điều đấy thì mọi người đã quen với điều đấy và mọi người cũng thấy đấy là một cái cặp rất là đẹp đôi. Thế còn nếu mà hai người vì lý do đấy không có thể không yêu nhau nữa hoặc là không còn yêu nhau hoặc thực sự không chưa bao giờ yêu nhau thì việc mỗi người có một con đường riêng của mình là một chuyện cũng rất là bình thường và mọi người cũng chúc phúc cái điều đấy thôi. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà thời gian sau này thì anh Khánh anh sẽ phân biệt rõ ràng hơn. Tại nếu mà anh đặt cái đối tượng để mà mình biết ơn, mình trân trọng, mình quý giống như là một người bạn thân với lại người yêu của mình trong cùng một câu và còn so sánh là tôi yêu người này hơn đấy. Người kia thì cũng hơi đúng hơi, rồi hơi đặt kỳ. Vị trí cái người nếu mà đúng là có người yêu mới thì người ta nghe đấy người ta cũng hơi chạnh lòng chứ dù gì thì gì nó cũng là một cái kiểu tin đồn, phải không? Một tin đồn mà người ta có thể đinh ninh là đúng hoặc cái người trong cuộc đó người ta sẽ biết rõ chính xác nhất là có hay không. Bên ngoài có thể là tin đồn chứ bên người trong cuộc người ta sẽ biết chắc. Cho nên là khi mình yêu một người và mình nói về người khác giống như là mình đang yêu người ta vậy. Cái cách nói đấy nó khiến người ta nghĩ thế là đấy là tình yêu. Chứ nó không đơn thuần là cái sự biết ơn hay là cái tình bạn. Giống như hồi xưa em có một người yêu đầu đời, em cứ nghĩ là anh này là ân nhân, là tri kỷ. Rồi em cũng thấy là có hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời của ảnh là mẹ ảnh với em thôi. Nhưng mà giờ cuối cùng hai đứa không thành đôi thì tất nhiên em thấy em chỉ là một đứa con ghẻ nếu mà so sánh với bạn gái và vợ hiện tại của người ta. Thì nếu bây giờ mà người ấy mà nói là tôi yêu Lan Trinh hơn cả người yêu tôi thì hẳn là cô kia không thể nào mà cô vui được, đúng không? Rõ ràng và bản thân em cũng thấy cái gì. Đúng không? Đấy, ở đây rõ ràng là thực ra là nếu như đặt trong một cái tam giác ái tình hay là kể cả những cái tình cảm phức tạp khác ngoài tình yêu nó cũng dễ làm cho những người trong cuộc người ta dễ cảm thấy là bị chạnh lòng. Đấy là mình nhìn theo góc nhìn của mình. Dạ. Còn biết đâu nhiều khi là có những người trong cuộc họ thấy là bình thường hoặc cũng có thể là biết đâu cái người mới đấy với người cũ thực ra là một. Lại thuyết âm mưu. Thuyết âm mưu. Ok. Top 5 MV V-pop sở hữu 200 triệu lượt xem trên YouTube, vị trí độc tôn mãi thuộc về Sơn Tùng MTP. Bây giờ em đọc cái bài này rồi, em phân tích cho anh Đức nghe. Đó là có vị trí độc tôn ở đây là nằm ở cái bảng là Sơn Tùng MTP có hai bài hát được lọt vào 200 triệu lượt view. Nhưng mà nếu mà so sánh là bài nào được 200 triệu lượt view nhanh nhất thì không phải là bài của Sơn Tùng MTP mà lại thuộc về một cặp đôi các bạn trẻ và mới vừa rồi cũng có nhiều lùm xùm. Bây giờ mình điểm qua top 5 bao gồm Bóng Bóng Bàng Bàng của 365, rồi Phía Sau Một Cô Gái của Subin Hoàng Sơn và Nơi Này Có Anh của Sơn Tùng MTP là đây mất 718 ngày là đạt được 200 triệu view. Cứ 2 năm đúng không? Dạ. Rồi Lạc Trôi của Sơn Tùng mới đây, có nghĩa là đã ra mắt được lâu rồi. Nhưng mà mới đây 29 tháng 21 ngày, dạ, tức là hơn 2 năm. Đó. 2 năm rưỡi. Nhưng mà cuối cùng thì con số nhanh nhất đó là thuộc về Jack và KICM với Bạc Phận là chỉ mất có 4 tháng 10 ngày thôi. Nhưng mà bài báo vẫn chốt lại là độc tôn. À thì đương nhiên là có 2 trên 5 thì nghĩ là như thế. Đúng. Nhưng mà thực ra nói về chuyện view MV ấy, thì mình thấy như thế này. Thỉnh thoảng ai hay nói với một số các bạn cũng làm nhà báo hoặc một số bạn cũng làm giới âm nhạc ấy, các bạn cũng hay băn khoăn là cái con số view nó có phản ánh con số thực hay không. Thì mình thấy như thế này này, trong khái niệm về view ấy, nó có cái khái niệm rất là vui là organic view. Tức là view thuần túy với hữu cơ. Tức là em có một cái MV tung lên và em không có cái động tác gì promote cho nó nhiều cả. Em không có cày view, không kêu gọi fan cày view mỗi ngày. Và nó cứ tăng dần theo thời gian. Tức là người xem là người xem thực sự. Người ta có nhu cầu tìm kiếm hoặc là người ta thấy thì người ta vào, chứ nó không phải là cái chủ định. Nhưng thực ra em muốn nhắm đến một cái số view nào đấy, 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu, em hoàn toàn có thể làm được cái điều đó. Đấy, hoặc bằng nếu em không có lượng fan đủ đông để tự cày view thì em sẽ thuê cái người đấy. Có rất nhiều người ta sẵn sàng bỏ số tiền rất lớn để đạt được cái số view như người ta mong muốn. Và cái việc đấy là hoàn toàn có khả năng làm được. Có cầu thì có cung, có những công ty đi làm cái việc đó. Đấy, thì đấy là cái gọi là, thì những cái view như thế nó sẽ theo một cái chiến dịch nào đấy, đến một lúc nào đấy nó sẽ khựng lại. Mọi người còn nhớ là trường hợp của Sơn Tùng chứ, có cái bài view cũng rất là tăng rất là nhanh, là bài là Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau, đúng không? Thế ngày đấy mọi người hay so sánh cái bài đó với lại một cái bài của nước ngoài hình như ra gần như cùng một ngày luôn. Rồi. Là bài We Don't Talk Anymore. Đó, thế mọi người thấy là ôi chạy Việt Nam kinh quá rồi, chạy áp đảo cái bài kia lẹt đẹt theo sau.
Nhưng bây giờ bài kia nó lên đến cả tỷ view rồi, còn bài này thì còn không cả lọt được vào top 200 ở đây. Tức là nó đã dừng lại. Nếu như thực sự là một bài hát hay, một bài hát hot thực sự và có view organic, tức là người ta cứ thích là người ta xem thôi, không cần là cày view. Bởi vì cày view có thể là em hết cái sứ mệnh cày view, em đang ngừng lại, em không cày nữa. Em cày một tháng thôi, em không ngừng, em ngừng lại. Còn một bài hát được thích, người ta bất cứ lúc nào người ta cũng có thể nghe lại. Và cái số lượng người thích như thế này nó rất là đông, nó rất là nhiều, nó dẫn đến cái bài hát là view nó sẽ tăng liên tục, không ngừng nghỉ. Thành ra có những bài trên thế giới chúng ta thấy là cái view tăng đến 1 tỷ, càng ngày càng nhiều lên. Là vì nó thực sự là những cái bài hát là có cái người lượng người thích, thực sự thích đông đảo. Đấy. Thì vậy là em suy ra, có nghĩa là mình càng thấy những cái bài nào nhanh mà đạt được lượng view cao thì mình phải đặt dấu chấm hỏi. Chỉ có những bài mà theo thời gian chứng minh thì mới có thể là tức vàng là thiệt thôi. Những bài mà nó vẫn tăng liên tục theo thời gian. Theo thì nó không bị khựng lại. Thậm chí ca sĩ ra bài mới luôn rồi. Thì đấy nó hết đánh bài cũ đấy. Rồi vẫn tăng. Thì chúng ta để ý thấy là những cái view mà trên thế giới, những cái view mà tới mấy trăm triệu trở lên ấy, nó là đều kiểu view nó cứ tăng theo thời gian. Vài tháng sau chúng ta quay lại nhìn nó, chúng ta thấy là cái view tăng lên đến mấy chục triệu lượt. Nó khác với view của Việt Nam, nó tăng một thời gian rất là nhanh, tăng với tốc độ khủng khiếp kỷ lục luôn, nhưng sau đó nó khựng lại. Bây giờ mọi người hãy nhìn lại xem cái bài mà cách đây mấy tuần mấy tháng mọi người share điên cuồng, bài của Sơn Tùng đấy. Hãy trao cho anh đúng không? Dạ đúng. Đấy, lúc ấy mọi người lập rất nhiều kỷ lục này kia, bây giờ nó đâu rồi? Là view organic và view cày, nó khác nhau là như thế. Rồi ok, thôi được, nhưng mà thôi, ai thích cày thì cứ cày, ai thích organic thì cứ organic, cái chuyện đấy là quyền tự do. Không có băn khoăn, không có bình gì cả. Ở đây không có khen chê gì hết nhá. Chỉ đơn giản là phân tích ra những kiểu view khác nhau như thế thôi. Chẳng những cày mà em còn biết còn có tiểu xảo nữa. Thì đương nhiên trong kỹ xảo cày nó có cái kỹ thuật của nó để làm mà. Mua trực tiếp ở bên YouTube luôn, không cần phải có ai mở ra coi cả. Nên bây giờ mình cần phải có một cái bảng xếp hạng nào đó nó xác thực hơn, nó chính đáng hơn. Bây giờ thời kỷ nguyên các bảng xếp hạng đã qua trên toàn thế giới. Bây giờ không ai nhìn bảng xếp hạng Billboard để mà đi mua đĩa để mà nghe nhạc hết. Chúng ta phải chấp nhận thời thế nó đã khác. Đó. Mình phải đi theo. Phải đi theo thôi. Vậy là em ra bài mới là em phải cày. Bây giờ em biết không, thỉnh thoảng em vào trên iTunes ấy, phải không? Em thấy là có những cái bài lạ hoắc ở đâu ấy, tự nhiên được xuất hiện trong bảng top 10 châu Á chẳng hạn. Em không nghe tới bài đấy bao giờ cả. Em nghĩ là Việt Nam cửa nào tuổi gì mà nó đứng bên cạnh mấy ngôi sao K-pop thì em muốn là được thôi. Sẽ có những người họ làm cái việc đó cho em, họ sẽ có cách để họ đẩy một cái bài hát của em đến. Anh nói làm em sáng mừng lên rồi. Vậy thì bây giờ em phải dẹp cái suy nghĩ organic của em đi. Yeah. Nếu em vẫn còn muốn đứng trong bảng xếp hạng. Thông tin tiếp theo, Hoài Lâm và vợ hot girl kỷ niệm 8 năm yêu nhau với bữa cơm cá kho tổ, canh chua bình dị. Có câu ca dao sao anh? Đồng vợ đồng chồng tát bên ông cạn này cái gì? Dâu tôm nấu với ruột bầu. Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Ôi trời ơi. Đấy, thực ra thì cái chuyện đấy là bình thường. Dạ. Anh mấy đứa cũng có gặp mà Lâm và bạn gái trong một số chương trình trước đây đi diễn cùng với các bạn ấy, thấy và hai bạn ấy cũng rất là giản dị, dễ thương, lễ phép, và thực ra các bạn ấy và cũng có không có vẻ gì có sự phô trương. Có nghĩa là hai bạn ấy không có cái sự phô trương rằng chúng tôi đang yêu nhau đây này, hãy nhìn đi, tức là rất là lặng lẽ đến và đi rất là lặng lẽ, và cũng không có ý là muốn gặp tất cả mọi người để cho mọi người biết cái chuyện đấy. Ngay cả bạn gọi là bà xã của Hoài Lâm ấy, bạn ấy cũng rất là kín đáo và hầu như có vẻ cũng không thích là người ta cứ nói rằng mình là vợ của Hoài Lâm hay là bạn gái của Hoài Lâm. Mình thấy đấy là một cách cư xử cũng rất là hay. Chà, vậy là cũng là những cái trường hợp mừng và hiếm, không phải gọi là hiếm nhưng mà là một số ít ở trong các bạn sao trẻ. Chúng ta quá quen với việc là những ngôi sao không lập gia đình hoặc lập gia đình muộn, cho nên thấy trường hợp Hoài Lâm như vậy thì chúng ta ngạc nhiên. Chứ mọi người xem các ngôi sao quốc tế kìa, họ cũng lấy nhau rất là sớm. Có những người cái mười mấy, 20 họ cũng đã lập gia đình, và cũng có những người sống với nhau rất là hạnh phúc. Cái chuyện đấy mình không thể nói trước được. Thực ra ông bà ta ngày xưa nhiều người cũng lấy vợ lấy chồng cũng rất là sớm. Cũng không phải ai cũng do ép buộc hay là thu xếp gì đâu, mà đơn giản họ cảm thấy là hợp. Đó. Vì ở đây tuổi tác là hợp nhá, phải không? Không có quy định luật pháp là hợp nhá. Cái tuổi về mặt sinh lý cũng hợp luôn. Đó, và cũng đủ trưởng thành, đủ chín chắn để có thể hiểu rằng họ cần nhau. Nhiều khi nhiều người cũng nói rằng nhiều khi yêu nhau lâu quá cũng không hay. Đấy, đến lúc mà cần lấy nhau thì tự nhiên lại đã chán nhau rồi. Thì các bạn ấy cảm thấy là mình hợp nhau, mình yêu nhau thì mình cưới nhau. Trong này nó có một cái tin, trong hôm này có cái chi tiết là Hoài Lâm đang trở sân khấu, rồi là Hoài Lâm có thời gian thì làm đủ việc để kiếm sống hay đi lái xe thì đi đấy. Lái xe trời nữa. Ơi, mọi người không hiểu à. Lái xe là mình thích thì mình lái thôi. Một người như Hoài Lâm không thể nào đến mức phải đi làm những việc để kiếm sống. Thì các bạn thân mình nói cho các bạn rõ. Lái xe là gì? Là lái Grab đó. Mình biết rất nhiều người bạn của mình cũng là toàn là dân kiếm tiền rất nhiều, giám đốc này kia. Họ thích, họ làm thôi. Có một hôm tự nhiên hứng lên, bật một cái Grab lên. Xong rồi chẳng như khi họ chỉ đơn giản là một cái việc để mình gặp người này gặp người kia. Đó, để một cái cách để mình giao tiếp với xã hội.
Ôi anh nói em mới biết vậy luôn. Có những người như thế đó, kể cả nghệ sĩ nha. Không bao giờ có chuyện Hoài Lâm và phải đi lái xe để mưu sinh. Đơn giản là bạn ấy thích thôi. Nhiều người hay nói là có một đợt bạn Lâm bạn ấy sống khép kín mà người đó bạn bị trầm cảm. Cũng có thể người ta sống trong một cái môi trường mà cứ chạy show suốt ngày, không có tiếp giao tiếp được với ai, người ta cũng chán. Thế thì bạn ngưng hát, bạn sống như một người bình thường thử xem như thế nào, và bạn đã làm điều đấy như bạn muốn mà. Vậy là bây giờ mình đừng có suy nghĩ theo lẽ thường nữa. Cứ thấy người ta làm nghề đó nghĩ ta hết thời, hết tiền. Với lại đơn giản là mọi người yêu nhau thì lấy nhau. Nếu mà mình cũng làm như thế thì tại sao mình lại cứ nhìn vào cuộc tình của một người trẻ như Hoài Lâm xong mình châm chích là phải thế này phải thế kia. Đôi khi đối với một người ấy, chắc gì cái sự nghiệp nó quan trọng bằng cái cuộc sống riêng của người ta. Mà họ cũng chỉ coi nó như là một nghề bình thường thôi. Bây giờ lấy vợ thì tôi vẫn đi hát thì kiếm tiền, ít show thì kiếm ít tiền hơn, nhiều show thì kiếm nhiều tiền hơn. Có những người nghĩ đơn giản như thế đấy. Ok. Nói về tin đồn kết hôn với Cường Seven Vũ Ngọc Anh, tôi bị bố mẹ mắng vì tưởng cưới chạy bầu. Ở đây bố mẹ mà còn tưởng tin đồn là thiệt luôn. Đọc cái tít là ta thấy wow, có nghĩa là vì một dự án. Em đọc qua là em biết chắc chắn là một dự án nên họ mới up một cái tấm hình cưới. Xong rồi ai cũng nghĩ là ủa sao cưới lẹ quá thì mới là kêu là chạy bầu. Tại vì sau bộ phim Lôi Báo thì cặp đôi Cường Seven và Vũ Ngọc Anh bị đồn đoán là yêu nhau, mà từ mấy tới nay là không cũng không có gì lùm xùm hết. Vậy bây giờ tự nhiên lên cái hình cưới như vậy đó. Thế tóm lại là cưới thật hay là quảng cáo cho trung tâm tiệc cưới? Dạ không phải quảng cáo mà là do một dự án phim mới của Cường Seven. Thực ra với tin này đối với anh thì không có gì đáng bình luận cả. Nếu mà cưới thì vui, còn nếu mà không cưới thì cũng không sao hết. Nhưng anh hỏi Miku Lan Trinh ấy, nếu trong trường hợp nào mà xảy ra một chuyện tương tự như thế này là sao anh? Em là em á? Chuyện em sẽ phải cưới để chạy bầu. Nếu chuyện đấy là bây giờ bình thường, chứ các bạn trẻ sống với nhau và thật như là có bầu có con trước khi cưới là chuyện bình thường, mình không có bình luận chuyện đấy đó. Nhưng mà em quan điểm em thế nào về chuyện là cưới là chạy nếu bầu? Tức là có bầu thì phải cưới. Ừ, đấy, em dính bầu ấy. Dạ không. Em có bao giờ nghĩ chuyện em sẽ làm single mom không? À, dạ cũng chưa. Tức là ok, mọi nhiều người cũng đang nghĩ, nhiều các bạn trẻ bên mình thấy là các bạn vẫn sống và yêu hết mình. À, còn nếu chuyện là có bầu thì các bạn sẽ đứng rất nhiều lựa chọn, phải không? Giữ hay là không giữ? Giữ thì có cưới ngay hay không? Chạy bầu hay không? Hay là sẽ làm mẹ đơn thân? Thì thường là hình như đám cưới nào em thấy là cũng phải nói là 99 trên 100 trường hợp là bị đoán là chạy bầu. Chỉ có là mọi người trông coi là sau cái đám mấy cưới tháng, đó đúng không? Mấy tháng, mọi người sẽ đếm rất là kỹ. Thì cuối cùng thì các nhân vật chính ấy mà cứ nhẫn nhơ sau 1-2 năm không có gì hết thì là thoát khỏi cái tin đó. Cho nên là cái tin này thôi, đó là mọi người không cần phải đồn. Thời gian diễn ra rất là nhanh, từ cả 1 năm nó trôi qua nhanh lắm. Cho nên nếu mà hai đến một ngày đấy bạn này các bạn này cưới nhau thì mọi người sẽ đo thời gian xem bao lâu là sẽ biết có chạy hay không, đúng không? Tiếp theo là Minh Tú viết tâm thư xác nhận chia tay bạn trai trong xót xa. Cảm ơn anh nhưng chúng ta ngược nhau. Nhưng mà em cũng không bao giờ nghĩ là hình ảnh Minh Tú rất là mạnh mẽ cứng rắn, nhưng mà là viết trên story của Instagram những dòng chữ mà nghe có vẻ rất là đau lòng, rất là yếu đuối đó. Cái với trường hợp như thế này mình hay bị thắc mắc ấy, với trường hợp cái mối tình showbiz mà có sau đó có những cái lời lâm ly như thế này, những cái mình hay thắc mắc là cũng ai là người bỏ ai. Dạ. Mình là người bị bỏ, liệu có đáng để mình bỏ thời gian ra mình viết những lời lâm ly như thế không? Thì bởi đấy, vậy nên chắc chắn là bị bỏ là sẽ không bao giờ nhắc tới. Còn bỏ người ta phải làm những việc như vậy để an ủi. Tại vì á cái sau vậy, thì vậy là tốt như thế tại sao còn bỏ? Kể hết những cái tốt của người ta ra, ra vẻ là một cái gì đấy tiếc nuối lắm, biết tại sao lại bớt thế người kìm người như thế sao lại còn bỏ? Cái gì nó cũng có quá trình. Đầu tiên á là hồi trước á là Minh Tú đã khá là ồn ào với chuyện tình chóng vánh. Mới tháng 6 năm ngoái là cách đây một năm đúng không? Có tin vui là có người yêu. Đó, không, nhưng mà trước đó là cổ có những cái chuyện hơi ồn ào với chuyện tình chóng vánh với rapper Andre. Thì sau khi mà cổ quen với người này thì cổ quyết định là kín. Thì bây giờ cổ nghĩ là chia tay. Thì mình đăng lên như vậy giống như là một sự xoa dịu. Anh nghĩ vậy không? Kín, kín hết hẳn đi các cụ nói vậy. Các cụ nói câu rất hay là nhịn thì đến chừng này thì nhịn hẳn đi. Thế lại còn bày bừa ra như thế để làm cái gì? Tức là ở đây mình thấy một cái điều là đúng là trong giới showbiz ấy hay bị những cái vấn đề rất là mâu thuẫn với nhau. Tức là nhiều người cứ muốn gọi là muốn có một cuộc sống riêng, nó độc lập với cái hình ảnh của mình ở ngoài công chúng để giữ được một cuộc sống riêng để mình có thể gọi là một cái chốn đi về như thế và giữ được cái sự riêng tư. Thế nhưng mà có lẽ trong đối với rất nhiều người ấy, cái khao khát được người ta biết đến cuộc sống của mình, mọi chân tơ kẽ tóc vẫn còn rất là lớn. Cho nên là rất khó cho một người để mà giữ kín cái chuyện đấy. Bởi vì rõ ràng là đâu phải là tự nhiên mà chia sẻ lên. Nếu mà không muốn người ta chia sẻ, không muốn người ta biết thì chia sẻ ra làm cái gì?
bây giờ thí dụ như thế này đi, sẽ có lúc sẽ khi mà chia sẻ này sẽ có người người ta nhảy vào người ta bình luận, giống như những cái nghi ngờ của Minh Đức vừa nói, là có thể là ừ tôi tốt như thế sao không giữ lại đi, sao lại còn bỏ, tóm lại ai là người bị bỏ, chị bị bỏ hay là anh ấy, hay là chị bỏ người ta đấy, thì chị bỏ người ta ấy, thì có đáng để mà chị viết như thế hay không, thế còn người ta bỏ chị thì cũng không đáng là luôn. Càng không đáng luôn, thế vậy tóm lại viết như thế để làm cái gì. Thành ra mình hay để ý là trừ phi nó có những chuyện gọi là sinh ly tử biệt thì người ta có thể nghĩ, còn là người ta sẽ tiếc nuối và đau khổ thì người ta cần chia sẻ ra thì người ta viết những cái đó. Thế còn trong một cuộc tình chẳng hạn, khi mà hai người chia tay, nhất là trong cứ cho là trong êm thấm lặng lẽ đi, thì là càng không có gì đáng để mà phải lấy gọi là lấy cái tình cảm, lấy cái sự xót thương của người khác như thế. Cho nên là thôi thì đây là cái quyền, cái suy cho cùng lỗng là cái quyền của một người. Tôi bỏ ai, tôi lấy ai, tôi yêu ai và tôi viết hay là không viết cũng là quyền của tôi, mình không bình luận về cái chuyện đấy. Nhưng mình chỉ nói rằng là nó sẽ có xảy ra những cái phản ứng từ phía những cái người đọc. Ví dụ người ta nhảy vào, người ta bình luận, rồi người ta sẽ châm chọc, rồi người ta từ đó người ta bới móc những chuyện khác. Thì lúc đấy rất có thể là người trong cuộc nói là tôi cần sự riêng tư hết để cho tôi được yên. Ai là người khơi ra đầu tiên? Vậy là rốt cuộc là chốt lại anh nói là hãy thống nhất từ đầu tới đuôi đi. Ừ. Nếu mà đầu quyết định mở giới thiệu với mọi người thì thì cứ làm tới đi. Còn nếu như mà quyết định kín rồi thì kín luôn. Thì kín luôn đấy, ừ. À, dạ rồi. Đàn ông không ai biết mà. Dạ, em nghe. Nhưng mà đấy rõ ràng là vẫn có một cái nhu cầu để cho người ta biết chuyện riêng của mình. Và đây ha, Hồ Ngọc Hà đăng ảnh ngọt ngào bên Kim Lý tận hưởng kỳ nghỉ ở châu Âu đây. Đây là trường hợp áp dụng đúng những gì anh khuyên. Có nghĩa là... Có là công khai. Có là công khai ngay từ đầu. Xác lập chủ quyền. Bất kỳ một cái khoảnh khắc nào đẹp, hai anh chị thì rõ ràng chụp tấm hình lên cùng. Tấm hình nào cũng đẹp rồi thì đó, cứ công khai từ đầu cuối vậy được không anh? Không, với lại mình cũng thấy như thế này này, bản thân họ là những người công chúng và họ, chứ kể họ còn là những cái gương mặt đại diện cho một số sản phẩm thương mại. Cái việc xuất hiện của họ trước công chúng nó củng cố cái hình ảnh đó. Đấy, tức là tôi là một cái người đang, và tôi đang làm việc, thực ra cái việc đó nó cũng gần giống như đang làm việc vậy đó. Họ có thể là cái hình ảnh chụp đó là hình ảnh đang chụp trong một bộ sưu tập thời trang nào đấy, hoặc là đang quảng cáo cho một sản phẩm nào đấy, nó không thuần túy đơn giản là hình của hai người nữa. Còn kể nó là hình của hai người đi thì nó đã được set up để đẹp như thế, để chụp, để gửi cho báo đăng, thì nó lại là càng có cái chủ đích cho cái việc đấy. Đây, em chỉ nói thêm một cái thông tin là tại vì có một nguồn tin là cho rằng Hà Hồ và Kim Lý có thể tổ chức đám cưới, nhưng mà nữ ca sĩ đã ngầm phủ nhận. Tại vì kêu là hôm 22 tháng 7 khi tiễn con trai về Việt Nam dự đám cưới Cường Đô La, cô viết mẹ thì chắc không cưới ai đâu, vì ai yêu mẹ cũng đều hiểu rằng mẹ yêu em nhất và mẹ sợ nhất đứng trước đám đông làm điều trọng đại. Ồ, coi như là chị... ngầm phủ nhận rất khéo ha, lại là một cái em thấy nể chị ấy, chứ là gì mà, chị nói hay mà nhận. Nói rất khéo mà. Dạ. Đấy, tức là thực ra chúng ta cũng thấy là trong cuộc sống bây giờ có nhiều lựa chọn lắm. Mọi người cứ nghĩ rằng là mọi người hay chờ được một cái đám cưới huy hoàng của một ngôi sao showbiz nào đấy, thế nhưng mà nhiều ngôi sao họ cũng đã đủ tỉnh táo để thấy rằng là cái gì nên giữ cho mình thì nên giữ cho mình. Hai người yêu nhau sống với nhau là đủ, thậm chí có thể là một cái đám cưới mà chỉ có toàn những người thân thiết thôi, quy mô nhỏ là cũng đủ. Nó khác cái việc một cái đám cưới lầm rầm lầm rộ xong mời báo chí đến rồi là chạy truyền thông chạy cả tháng trời, xong rồi chẳng được bao lâu ấy tự nhiên nó tan vỡ. Thế là mọi người lại đem này đúng quá rồi, trời lại đem những cái hình như thế ra, mọi người đem lại ra châm biếm thành ra giống mình thành một cái bia miệng. Thì mọi người suy cho cùng ấy là mình cưới nhau là mình sống như chính mình cơ mà. Dạ. Phải là hôn nhân của mình cơ mà. Thì tất nhiên là mình vui thì mình làm nó ồn ào, còn mình không thích thì mình cũng là có quyền giữ cho riêng mình. Vì suy cho cùng cuối cùng là vẫn là hai người mình sống với nhau. Đấy. Chứ còn với trường hợp của Hà Hồ thì cần gì cưới nữa, đang nào cũng có được một gọi là cực phẩm như thế ở bên mình rồi, cưới hay không thì khác gì nhau đâu đúng không? Việc. Thông tin tiếp theo, dàn sao Việt tấp nập đến chúc mừng Ngô Kiến Huy trở lại V-pop bằng MV đầu tư nhất sự nghiệp. Kết thúc Chạy Đi Chờ Chi là đã đem lại rất là nhiều những cái được dành cho tất cả dàn cast của Chạy Đi Chờ Chi, nên tất cả các thành viên đều ngay lập tức phải ra những cái sản phẩm, và đặc biệt là Ngô Kiến Huy đã mới đây là đã khai trương một cái quán cà phê đó. Rồi bây giờ là làm MV đầu tư nhất sự nghiệp, em nghĩ là bạn ấy đầu tiên rất biết nắm bắt thời thế. Cũng đã xem qua, cũng vui. Không biết nói gì hơn là cũng vui. Vui ra phết. Không bạn ấy, cái này mình cái ý tưởng này cũng rất là thông minh. Các bạn ấy làm ra một cái sản phẩm mà cái công truyền thái y đấy, còn đã có thời đó là trend đấy, một giai đoạn cũng là trend đấy. Đấy. Trend hồi truyền thái y. Dạ. Hồi cái gì? Hồi cái phim Diên Hy Công Lược à? Diên Hy Công Lược với Như Ý Truyện là cũng 1 năm 2 năm rồi. Ừ, đấy thì là cũng là một cái trend lúc đấy, thì bây giờ khởi lại thì cũng vui. Thực ra thì đây chỉ nói chuyện về MV tính thôi, còn chuyện là các sao về đến chúc mừng thì ngày nào sao về chả có việc đến chúc mừng ai đó.
Thấy không? Cho nên cái này không đáng để bình luận, nhưng mà nói chung là mình thấy rằng là Ngô Kiến Huy bạn là một người khá thông minh. Mình có xem những chương trình và cũng đi tham gia một chương trình có bạn ấy. Bạn ấy là một người khá thông minh, nói chuyện rất hay, dẫn chương trình rất là duyên. À, hát hay, nhảy đẹp. Nói chung là bạn đúng là, và đóng phim cũng rất là ổn. À, rõ ràng là một cái hình mẫu giải trí ra khá là thú vị đấy. Dạ. Và tiếp theo là thông tin Á hậu Thúy An chính thức đại diện Việt Nam dự thi Miss Intercontinental 2019. Cô sẽ tham gia cuộc thi với sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau một năm đầu tư nhan sắc cũng như các kỹ năng của mình. Hay quá. Nghĩa là nhà Sen Vàng á là tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018 rồi, còn 2019 của mình là một cuộc thi khác, nhưng mà nhà Sen Vàng sẽ giữ các bạn để một năm rèn luyện rồi mới cho đi thi đấu, chứ không dùng các bạn vừa mới đăng quang. Chúng ta hay nhớ là trước đây chúng ta đã từng hay có cái kiểu là công chúng cứ hối thúc, mỗi một lần mà cô hậu đăng quang sau một cuộc thi là công chúng hối thúc là hãy cho đi thi ngay. Thì cái quãng thời gian nó rất là gần nhau cho nên hầu như cũng không có thời gian chuẩn bị gì cả. Các cô thì trình độ ngoại ngữ còn rất là kém này, giao tiếp là hoàn toàn không có kỹ năng ra với thế giới. Là rất nhiều các cô gái Việt Nam, mình không kết luận tất cả, nhưng rất nhiều các cô hậu Việt Nam là đầu tiên là thứ nhất kinh nghiệm giao tiếp không có, ngoại ngữ cũng không nhiều, cho nên đi khi ra với thế giới là gần như là bị co rúm người lại, cho nên là không có thể hiện được bản thân mình. Đúng. À, vì là các cô đi rất là vội và không có thể chuẩn bị nhiều cho nên là thường kết quả rất là thấp. Đúng. Sau đó mọi người lại đổ lỗi. Đổ lỗi cho cô hoa hậu đấy rồi đổ lỗi cho ban tổ chức. Cho nên chúng ta thực ra là chưa đi thi thì vẫn là còn đó, có đi đâu mất đâu. Cho nên là có một năm để chuẩn bị là các cô làm rất là nhiều việc. Đúng, chuẩn đấy. Bị trang phục, quần áo để thi tất cả các phần thi. Em hồi xưa cũng được đi thi Hoa Tỷ bên Đài Loan rồi anh. Đấy. Dạ. Thì cái sự chuẩn bị nó có ích như thế nào đúng không? Dạ đó, mới thấy là thí dụ như một tháng, hai tháng là không nhầm nhò gì cả. Thí dụ như các bạn chuẩn bị cho đám cưới của các bạn đi, các bạn nhiều khi cũng phải mất nửa năm. Đó thì ở đây các cô hoa hậu cần phải có một năm để rèn luyện kỹ năng, sau đó chuẩn bị những cái hành trang để lên đường, đó là chuyện. Rồi. Thế nên mọi người để ý rõ ràng, chẳng hạn như là mọi người thấy là rõ ràng năm mấy năm trước nhá, khi mà Hồ Henny đạt được cái danh hiệu cao đấy, là cô có một quá trình chuẩn bị rất là kỹ luôn. Nguyên cái quá trình mà cô chuẩn bị đi cũng được ghi hình để trở thành một cái show truyền hình, là để thấy là cô đã chuẩn bị kỹ mọi thứ như thế nào, để ít nhất ấy là sang bên đó các cô ấy cảm thấy tự tin, tức là người ta làm cái gì thì mình cũng biết. Dạ. Không bị lỡ ngớ lóng ngóng, không bị kiểu nhà quê ra tỉnh, thật sự là như thế. Các cô hậu nhà mình hay bị kiểu đó, ra nên là rụt rè, là không dám làm gì hết, không dám phát ngôn, không dám nói chuyện, không hòa đồng, không này kia. Trong khi thực ra ấy, tiếng Anh ấy là quan trọng nhưng nó không phải là tất cả. Quan trọng nhất là cái thần thái, cái phong cách của mình như này. Đúng. Nhiều các cô có học khác không biết tiếng Anh đâu, các cô có phiên dịch đi cùng mà. Không có lo chuyện đấy. Thì đây mình chỉ thấy là bây giờ thế giới phẳng, yếu tố bản sắc cũng rất là quan trọng. Đừng có nghĩ rằng tiếng Anh là cái duy nhất, cứ đừng nghĩ là nói năng lầu thông tiếng Anh là được. Thế còn bao nhiêu nước khác cũng nói tiếng Anh, chẳng những người ta giành hoa hậu hết, đúng không? Còn rất nhiều những yếu tố đặc biệt bản thân, cái cá tính của bản thân mình nó sẽ giúp các bạn ấy chinh phục. Thôi chết, mình nói đây chứ vô duyên thì chẳng liên quan. Đến chương chẳng được làm giám khảo, chẳng được làm trainer, tự nhiên đi ngồi đi dạy cô đi thi hoa hậu. Và tin cuối cùng đó chính là Thanh Hằng cùng nhà thiết kế công trí làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Thành phần bên cạnh thí sinh, hội đồng giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vốn luôn được khán giả quan tâm và chờ đợi, bởi đây là những người giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện danh giá. Cho em hỏi là anh Đức đã ngồi chấm các cuộc thi nhan sắc nhiều rồi đúng không anh? Chưa. Chưa. Never. Có một lần được mời thì vướng một cái lịch đi làm, không nhận lời. Vậy là chấm với MC nhiều hơn. Hơi tiếc. MC chấm ca nhạc thì nhiều. Dạ. Vậy nếu mà anh nhìn vào thành phần ban giám khảo mà thấy một nhà thiết kế và một người mẫu, đặt cụ thể là người mẫu Thanh Hằng, thì anh thấy là nó đang nghiêng về phía nào? Có một cái điểm thú vị ở đây á, là mọi người để ý là quan sát là những cái cuộc thi hoa hậu gần đây á, thì là ban giám khảo không chỉ là những người tách biệt với thí sinh và ngồi chấm điểm nữa, họ có cái sự đồng hành với các thí sinh qua nhiều cái bước, nhiều cái giai đoạn của cuộc thi, cho nên là họ vừa hiểu được rõ các thí sinh để có thể đến đêm chung kết và đưa ra được cái quyết định cuối cùng đúng đắn nhất. Đấy, và nó là ghi nhận cả một cái quá trình của thí sinh. Thì đương nhiên là giám khảo mà mạnh ở cái mảng nào ấy thì họ sẽ giúp thí sinh ở cái mảng đấy. Chúng ta có Thanh Hằng là một siêu mẫu hàng đầu của Việt Nam và là người có cái tuổi nghề cũng rất là lâu, bao nhiêu năm lăn lộn trong giới thời trang showbiz, bản thân cô cũng là một hoa hậu đó, thì cô ấy cũng sẽ biết là phải làm như thế nào để mà vừa đẹp như là một hoa hậu, đồng thời lại có được những cái bản lĩnh, có những cái phong cách nó tự tin, nó mang tính trình diễn như là một người mẫu. Đấy, mình nghĩ là bởi vì rõ ràng là đi thi hoa hậu, mặc dù người hoa hậu và người mẫu là hai cái đối tượng có vẻ khác nhau rất là nhiều, nhưng mà những cái phẩm chất của một người mẫu nó giúp các cô hoa hậu rất là nhiều trên sân khấu. Chúng ta nhớ Hồ Henny, đó, cô bước lên sân khấu thi hoa hậu, cô có những cái bước đi
catwalk như là một người mẫu, cách cô ấy sử dụng những cái dạ váy. Hội hất váy rồi tóc rồi lắc đầu, cái thứ là nó rất là chuyên nghiệp, rất là bài bản, rõ ràng là đấy là cái phong thái của một người mẫu. Đó, thì nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho các cô hoa hậu. Thì khi mà trong đấy là mình giả định là như vậy và mình nghĩ là nó là lý thuyết, nó là như thế. Thế còn trong cái quá trình làm việc với thí sinh, hướng dẫn họ như vậy thì giám khảo một người như Thanh Hằng chẳng hạn, cô ấy sẽ biết cách để nhìn ra được những cái tố chất đặc biệt của các em thí sinh. Có thể với em này em có mạnh ở cái mảng này về thời trang chẳng hạn, phát triển, biết đâu sau này các cô hoa hậu có thể là không vào đến top 2, top 3, không thể trở thành hoa hậu nhưng mà sẽ trở thành những người mẫu tương lai. Đấy cũng là cái cơ hội với nghề nghiệp. Còn với Công Trí thì rồi một người mà một nhà thiết kế mà thành công như Công Trí thì hy vọng là năm nay các thí sinh mặc đẹp. Dạ. Và đặc biệt là khi mà các thiết kế của ông Bụt, chỗ em hay gọi anh Công Trí là ông Bụt. Vì sao? Vì hiền như Bụt hay là? Dạ không, tại vì trong cuộc thi Việt Nam Idol năm của em là trước đó em mặc đồ rất là tởm. Thì ba ông Bụt bao gồm là nhà thiết kế Công Trí, anh Cường Hoàng Lệ làm tóc, anh biết anh không? Biết. Với lại make up anh Nam Trung. Ba người hợp lại làm em biến thành một cô tiên. Ôi trời. Thì á, và nha. Sau này em quan sát quá trình học, nói quan sát thì nghe cái kia. Và sau này thì anh Công Trí cũng đã có rất là nhiều những cái thiết kế mà vượt ra khỏi biên giới của Việt Nam mình, những ngôi sao trên thế giới như Katy Perry rồi mặc. Đó, nên em rất là tự hào. Đấy, thì mình thấy là cái việc mà giám khảo đồng hành với những thí sinh là rất là quan trọng, bởi vì thứ nhất ấy là dẫu sao nó là một cuộc thi thì họ sẽ có những cái tư vấn tốt nhất cho thí sinh để các em ấy có thể tỏa sáng đúng với tiêu chí của cuộc thi. Yeah. Chẳng hạn anh Công Trí chẳng hạn, một người như anh ấy giỏi như thế mà đứng trước một đàn ông mà mặc đồ xấu là anh sẽ rất khó chịu. Đấy, thì anh ấy sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào cho nó đẹp. Cũng giống như mình là giám khảo thi hát ấy, mình rất thích đồng hành với các thí sinh trong suốt cái quá trình của họ. Đấy, để làm sao mình biết được cái sự tiến bộ và mình sẽ đưa ra những cái tư vấn là tốt nhất. Phù hợp nhất. Đúng rồi, rất khó chịu trong việc là đây là một cuộc thi, mình biết rõ tiêu chí và mình sẽ đưa ra cái tư vấn phù hợp. Chứ một cuộc thi như thế này đến đây mà hát dở, mà hát sai cái nội dung, hát sai chủ đề là mình không chấp nhận được. Dạ. Thì mình sẽ đưa mọi thứ nó về đúng với cái quy chuẩn chuẩn của nó. Vậy đấy. Là nói tóm lại là chỉ cần nhìn thành phần ban giám khảo thì mình có thể thấy là cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay là sẽ có một cái tiêu chí chấm thật là xứng đáng mà đưa ra cho mình những cô hoa hậu để làm cho nức lòng người hâm mộ. Đấy, với lại quan trọng ở đây chúng ta thấy đây là những cái tên hàng đầu trong cái lĩnh vực của họ. Với việc thiết kế thì Công Trí là cái tên hàng đầu rồi. Sắp bắt gì? Rồi, không sao. Đấy. Mọi người thấy rõ là Công Trí là một cái tên hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế thời trang. Thanh Hằng vẫn là một cái tên hàng đầu, một vlet hàng đầu. Đấy thì nếu bảo là dự đoán thêm những cái tên khác thì hãy cho tôi một ca sĩ hàng đầu này, một diễn viên hàng đầu này. Không, em thấy ca sĩ. Không, ca sĩ quan dạ, trọng chứ, cái biểu diễn cũng tốt chứ. Cũng là người công chúng xíu. Chứ. Mà thường anh cho ca sĩ đi, anh thích có ca sĩ trong ban giám khảo lắm. Anh xem Hoa hậu thế giới cũng hay có ca sĩ trong ban giám khảo lắm. Rồi thường thì sẽ có một nhà báo, nhà sản xuất chương trình đúng không ạ? Hy vọng được mời người ta mời. Chắc mình không được mời đâu. Thôi em cứ nói tới nhà báo đi, anh sẽ chúc mừng bạn nhà báo nào đấy được chọn. Thì các nhà báo thì cũng được thôi, có thể là họ sẽ phụ trách những cái phần liên quan đến kiểu như là kỹ năng ứng xử hay là kiến thức cái gì đó. Nhưng mà mình nghĩ là có cái đối tượng rất là quan trọng đó là diễn viên và đạo diễn. Yeah. Nên có những cái người như thế, họ sẽ nhìn ra những cái tố chất, cái sự tỏa sáng, cái diễn xuất bằng mắt, bằng hình thể của một cái cô hoa hậu để đưa ra được những cái quyết định mà rất tốt cho các cô ấy. Wow. Hãy mời những đạo diễn nhé, các bạn làm hoa hậu ạ. Quan trọng lắm, họ có con mắt tinh đời lắm. Nghĩa là cuối cùng là các cô hoa hậu có thể làm những gì? Cái chuyện đấy rất là nhiều người đã từng làm. Mọi người hãy nhớ này, có nhưng ở đây. Nhưng mà đâu phải là con đường kiểu không, tùy, bắt buộc. Nhưng mà đấy là một trong những cái lựa chọn rất hay mà. Yeah. Trước đây chúng ta đã từng có rất nhiều cô hoa hậu đóng phim và đấy là một trong những cái, thậm chí là với nhiều người ấy, thi hoa hậu là một con đường để trở thành diễn viên. Tự bảo họ đi thi vào nhiều diễn viên là họ không có khả năng và không làm được, hoặc là tự nhiên bảo họ là một đạo diễn mời họ đi đóng phim thì không được, nhưng nếu là hoa hậu họ sẽ có nhiều lần mời và rất nhiều người trước đây đã từng như thế và nhiều người thích làm diễn viên mà. Tất nhiên là đương nhiên là hoa hậu thì họ có nhiều lựa chọn, nhưng mình nghĩ rằng diễn viên là một con đường hay và có thể là bền bỉ đi lâu dài đối với họ. Đấy thì mình tại sao mình khuyến khích là mời đạo diễn vào các chương trình hoa hậu là vì họ nhìn thấy được cái tố chất đấy là một. Thứ hai á là cho dù không là diễn viên ấy thì một hoa hậu cũng cần có rất nhiều những kỹ năng về diễn xuất, về thể hiện mình trước công chúng, về ngôn ngữ hình thể hay là diễn bằng mắt chẳng hạn. Dù sao thì đây là một cái tin vui cho cuộc thi hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, vốn là cuộc thi được đánh giá rất cao từ sau khi đã tìm được những nhân tố tốt như là Henier, và năm nay mọi người hẳn rất là kỳ vọng và cuộc thi năm nay phải có những cái nhân tố xứng tầm, thì chọn được giám khảo xứng tầm thì cũng đã là một phần bước đầu thành công rồi. Để khép lại điểm tin VBIS 25 giờ thì mời anh Minh Đức lựa ra một tin mà anh thấy ý nghĩa nhất và một tin vui nhất ạ. À. Ý nghĩa?
tin ý nghĩa thì chắc là tin Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam với hai giám khảo được chọn ban đầu là Công Trí và Thanh Hằng. Mình nghĩ đây là một cái điều rất là quan trọng. Nó sẽ dẫu sao Việt Nam hiện tại mình thấy là các cuộc thi Hoa hậu được rất là quan tâm rất là nhiều. Và khi mà một cô Hoa hậu ra với thế giới thì người ta muốn tìm một cái gương mặt gọi là cũng xứng tầm một tí, có bản lĩnh một chút để thế giới nhìn vào cũng thấy là Việt Nam bây giờ cũng sáng sủa, cũng nở mày nở mặt. Thì để chọn được những cái nhân tố tốt thì phải có những cái giám khảo, phải có những cái người mà cấp tiến, có những cái tư tưởng cấp tiến, cởi mở và cũng phải là những gương mặt hàng đầu, xứng tầm. Dạ. Đấy là anh chọn cái tin đấy là tin vui, tích cực vui, này. Còn ý nghĩa? Tin ý nghĩa chứ, đấy là tin ý nghĩa. Ý nghĩa mà tin cũng vui luôn. Có nhiều ý nghĩa và cũng vui luôn. Ừ. Chứ còn những tin khác thì bây giờ biết tin gì bây giờ đây là thì không, có một tin này thì thú vị là tin về Hoài Lâm. À, tin vào Hoài Lâm và vợ. Thì vì anh đã chứng kiến hai bạn đấy ở ngoài trong một số lần rồi, mình thấy rất là quý. Thấy mới thấy các bạn rất là dễ thương. Và thì cho đến thời điểm này mọi chuyện có vẻ đang rất là tốt đẹp với hai bạn. Thì mình cũng xin chúc là các bạn sẽ là có thêm nhiều dịp kỷ niệm những năm yêu nhau tiếp theo. Đến năm 8 năm rồi, 9 năm, 10 năm rồi, nhiều nữa. Nếu mà chúng ta còn làm chung trong ngày này sẽ có lúc còn gặp nhau và sẽ có dịp để nói lời chúc mừng. Ok. Và cũng gửi lời chúc đến tất cả các nghệ sĩ đang làm việc trong V-pop. Hãy cứ tiếp tục ra những cái sản phẩm cũng như là... đừng ngần ngại có những câu chuyện bên lề để điểm tin VBiz 25 giờ chúng tôi có tin mà điểm. Rồi, xin cảm ơn nhiều. Nico Lan Trinh và nhà báo Minh Đức xin cảm ơn và hẹn gặp lại.